em đồng hồ phản quang cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây đẹp ha, con này là con CTG nha, chạy radio control đấy, con này sáng lắm á. Em kéo tấm rèm vô luôn, đây là vẫn còn ánh sáng nha. Rèm xíu sáng vô kỳ đẹp nha. Ok, em xin review chi tiết luôn nha, để ra để ra ánh sáng ngồi em review chi tiết nha. Ok, em tiếp tục giới thiệu chiếc con CTG chạy radio control led nha. Con này có cảm biến ánh sáng nha, khi mà mình trời tối á, là kim dây nó ngừng, mà kim phút với lại kim giờ nó sẽ hoạt động bình thường nha, chứ không phải là nó bị đứng. Ok, con này là kính mo nha, kính nó bằng mica mo, nó lắp bởi được bốn miếng bát này, 1, 2, 3, 4. Muốn vệ sinh tấm kính này đó, mình tháo cái bốn ốc này ra, rồi xong rồi mình lấy cái bát này ra nè, bốn tấm bát là mình lấy được cái mặt kính ra rồi, rất là dễ. Rồi con này là phản quang nha, con này là tối tắt đèn nó sẽ phản quang lên. Ok, con này sử dụng hai pin tiểu, gồm hai nút chỉnh giờ. Con này chỉnh giờ dễ lắm, mình chỉ nhấn một nút phía trên này thôi, nhấn một nút này thôi giữ nguyên. Khi mà hết pin đó mình bỏ pin vào nha, mình bỏ pin vào rồi xong rồi mình nhấn cái nút này nè, đâu bỏ pin vào xong rồi mình đợi cho nó tự động reset máy, nó tự động chạy một đoạn gì đó, xong rồi bắt đầu vô kim dây nó mới chạy nha. Sau rồi kim dây nó mới chạy, kim phút bắt đầu vô là kim phút, kim giờ bắt đầu nó chạy. Khi mà nó chạy sai giờ rồi đó thì mình nhấn cái nút phía trên này nè, mình giữ nguyên. Ví dụ như em nè, em nhấn nút này giữ nguyên nè, giữ nguyên nút phía trên nha, giữ nguyên, đợi em xíu nha. Đấy, mình giữ nguyên rồi mình chỉnh. Ví dụ như em chỉnh là 6 giờ đúng nha, 6 giờ đúng, nhưng mà mình tới 6 giờ kém đi, mình thả ra. Tới 6 giờ kém mình thả ra nha, 6 giờ kém thả ra. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, tới 6 giờ đúng mình ngừng nha, tới 6 giờ đúng mình ngừng. Đấy, ở đầu giờ kim này nó bắt đầu nó mới chạy, nhấn hơi bị lố, nhấn lố qua một phút luôn rồi. Mà lúc mà 6 giờ kém á, mình nhấn thì sao mà vừa tới cái số mình còn thiết á, là mình thả ra là chuẩn. Cái này em nhớ, em nhấn sau lố là một phút rồi, dễ lắm, nhấn một lúc là nó chạy qua một phút thôi. Đó, nhấn qua một phút thôi, nhấn một cái thôi. Cái này nó hơi nhạy. Ví dụ như 6 giờ 10 nha. Ok nha, toàn bộ em bán đều bảo hành 12 tháng nha. À còn nữa, con này là độ mới là 80% thôi nha, do nó có vết ố. Cái này nó làm bằng, nó sơn bằng cái phản quang á, nó làm bằng phản quang á, nó có một vài vết ố ở trước đây nè, 1, 2, 3, 4, 4 cái vết ố ở đây nè, cũng không sao, treo lên thì ok. Con này hàng nội địa mà, con này là hàng nội địa, hàng đã dùng rồi nha, dùng ở bên Nhật thôi, còn ở Việt Nam thì chưa có dùng, em nhập hàng về em bán thôi. Ok, giá cả là mô tả chi tiết em để dưới phần bình luận, là hoặc phần mô tả phía trên nha. Rồi ship code nhận hàng mới thanh toán nha mọi người, bảo hành 12 tháng.